Rồi, hôm nay em xin chào quý anh chị cần sa nha. Em xin cập nhật một số mấy cái máy lớn thì có trong kho em là từ 93 trở lên nha. 93, 105 đồ có đủ hết trơn ha anh chị. Giờ em sẽ đi đầu tiên nha. Chiếc 93 này trước. Chiếc 93 này thì còn rất là ok nha anh em. Máy nguyên zin tất cả ba cục luôn. Giá rất là ok luôn ha. 4.3 nha, và bảo dưỡng toàn bộ tất cả cho quý anh chị về vận chuyển luôn. Đây, em quay cái dàn chân trước nha. Đây. Chân 93 thì xích dài ha. Đây là hướng bao ba người, hướng bao ba người luôn nha. Anh đi chậm cho anh chị xem. Chất lượng máy cũng rất là cao. Đây, cái động cơ nó đây ha. Nguyên cái động cơ, nguyên zin tất cả luôn. Chỗ hướng bao nó còn đẹp luôn, bồn lúa còn đẹp ha. Rồi, em sẽ lên cabin đây, chỗ này em mở ra cho anh chị xem luôn. Mở đèn lên, rất là sáng. Rồi, cabin ở đây, phím bấm là còn đầy đủ hết nha. Mui thùng là còn tốt luôn. Đó, 105 bên đây có, chúc em qua tới liền nha. Em review sơ con máy 93 này trước. Số đây, mấy cái số này em sẽ bao làm cho quý anh chị luôn miễn phí hoàn toàn. Này trời hơi bị chói, quay nó không được tốt cho lắm. Chín ba, các chi tiết là nguyên zin hết luôn, rất là ngon. Rồi, tiếp tục là một em 105X. X đây. Đây, thằng người sơ bên đây trước cho anh chị xem. Dàn chân là còn ngon luôn nha. Ok luôn, xích còn đẹp, xích mới. Cũng đẹp luôn, chưa bị móp, chưa bị gì hết. Cái này thì em đang có giá là 49 nha. Em sẽ bao hạ bồn hay là anh chị giữ bồn thì cũng được, em sẽ khuyến mãi phụ tùng thêm. Rồi, đang quay cái động cơ. Cầm bọng là còn nguyên xi nước sơn luôn nha quý anh chị, xích là xích mới luôn đó. Bên đây một em cực kỳ đẹp, siêu đẹp luôn, còn này là đẹp nhất luôn á. Thì em lấy cũng mới lấy về, giấy tờ đầy đủ. Này là đã bên gầm mà ha, rất là cao luôn, bên gầm cho anh chị sẵn luôn. Chân con lăn đây, con lăn rất cái bông cuốn cực kỳ đẹp luôn, chạy ít này ha, khó thấy luôn. Chiếc này thì em đang có giá là 720 nha, cũng bao bảo dưỡng cho quý anh chị luôn, xích mới 100%, dàn lăn siêu đẹp. Bồn lúa cực kỳ đẹp luôn, rất là mới luôn ha, từng chi tiết siêu đẹp luôn. Rồi đem lên cabin, đây số đây ha, máy Thái đàng hoàng nha anh chị, máy TH luôn nha, chứ không phải là máy cam. Cabin đây, kho máy còn rất là nhiều máy nha. Đó, bên chị tha hồ nữa luôn, phím bấm còn ngon đẹp luôn. Số này ha,
Rồi, đây là sơ lược của em về mấy cái máy lớn em đang có trong kho. Rồi anh chị cứ đến test thoải mái nha. Ưng ý thì có gì trao đổi với anh Minh ha. Rồi, em xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều luôn nha.